Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Đang quay review cho anh em mình xem một con xe rùa tải 500 kg, bánh thiết lực, có cabin nha anh em. Đây, cùng rất là đẹp luôn ha. Để anh em có mở thể mở ra được nha. Nó có bản lề đây nè, bánh vỏ nè. Đó, sao là bánh gai ha, trước là bánh trơn. Bề ngang của cái thùng là 1m13 nha anh em, chiều dài là 1m76. Đây, con này nó có vừa đà vừa giật nha. Đây, hộp bình nằm ở đây. Đó, em bắt bình sẵn luôn. Bình này là em lấy cái bình ấy mà khi mà anh em mua là em gắn bình mới cho anh em ha. Đó, bình mới, bình mới, nhớt mới, phải nhớt mới hết luôn. Đi qua lăng, mái che ha, che nắng che mưa ha. Đó, bánh vỏ rất là đẹp luôn. Số ở đây nha anh em, con này nó là 4 số ha, 1 số lùi 3 số tới ha. Đây, bình xăng Ben nè. Đây, đặt chìa khóa đề là nổ thôi. Đó, đèn. Đó, càng đầy đủ hết nha anh em. Tay ga này, ga tay, ga chân nè. Đó, vừa ga chân vừa ga tay luôn. Rồi để mà sẽ nhờ anh thợ nổ máy chạy thử cho anh em thử coi Ben lên cho anh em mình xem cái dàn gầm ở dưới ha. Đã đóng nó vô. Con này tải 500 kg nhưng mà anh em có thể chở được 700-800 đều được hết nha anh em. Cái bầu Ben Thế Lộc nè, còn mới dữ lắm. Đây, dàn gầm đây rất là đẹp luôn. Đây là sáng giới lên nha anh em. Nhà ống là riêng theo xe luôn á, còn riêng đó luôn. Bên cao dữ lắm. Rồi, chạy đi, chạy đi. Đánh lái qua lăng rất là nhẹ luôn nha anh em. Bật cái đèn đó luôn đó. Xe rùa thì tốc độ nó khoảng là 14-15 km/h nha anh em, là tối đa ha. Cái này là đang ở đường quốc lộ nên là không có dám chạy nhanh nha. Mà mở đèn lên thôi, bật đèn lên. Đó, kèn. Cái đèn á, cái đèn á, đèn trước nè. Đó,
Đây anh em muốn giật thì giật, muốn đời đời, nó có cái tay giật ở đây nè. Đó. Giật ra ha, động cơ xăng ha. Rồi. Rồi anh em nào mua thì có thể đi đến cửa hàng qua địa chỉ là 277 quốc lộ 56 Hùng Vương, thị trấn Gia Dâu, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Và con này em báo giá cho anh em mua là 50 triệu nha. Đó. Giá chuẩn tại cửa hàng là 50 triệu nha anh em. Và anh em nào muốn đặt những câu hỏi thắc mắc gì thì khác hoặc là các bạn Zalo với số điện thoại là 0373 453 nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.